nhiều quả rocket đã phóng về phía sân bay ở thủ đô Kabul chưa đầy 48 giờ trước khi Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan. Nhiều nước chuẩn bị cho năm học mới trong đại dịch. New Zealand vẫn duy trì chính sách không Covid. Thưa quý vị, sáng nay, thủ đô Kabul của Afghanistan đã ghi nhận nhiều tiếng rocket được phóng đi. Hiện chưa rõ các quả rocket này nhằm mục tiêu gì. Theo nguồn tin an ninh, thì ít nhất 5 quả rocket nhằm vào sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul. Người dân sống gần sân bay cho biết là họ nghe thấy tiếng của hệ thống phòng thủ tên lửa được kích hoạt. Nhiều mảnh vỡ rơi trên đường phố và có khói bốc lên gần sân bay. Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong. Vụ tấn công diễn ra vài ngày sau loạt đánh bom tự sát bên ngoài sân bay khiến 13 binh sĩ Mỹ và nhiều người Afghanistan thiệt mạng. Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng chi nhánh tại Afghanistan đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Theo báo cáo thường niên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Triều Tiên dường như đã khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân được cho là từng sản xuất plutonium cấp độ vũ khí hạt nhân. Báo cáo của IAEA cho biết không có dấu hiệu hoạt động của lò phản ứng ở tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên từ tháng 12 năm 2018 đến đầu tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, từ thời điểm đó cho đến nay thì có nhiều dấu hiệu như việc xả nước làm mát cho thấy lò phản ứng hoạt động. Trước tuyên bố này, thì phía Mỹ cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác về những diễn biến liên quan tới Triều Tiên. Cùng ngày, Triều Tiên ra thông cáo cho biết nước này phản đối Hàn Quốc và Mỹ tổ chức tập trận quân sự chung mùa hè mới đây, đồng thời tuyên bố tăng cường khả năng răn đe hạt nhân đủ mạnh để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài. Các nguồn tin từ Kuwait cho biết tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cùng các nhà sản xuất liên minh, còn gọi là OPEC Cộng, có thể cân nhắc mức tăng sản lượng khai thác dầu thô. Một quan chức thuộc Bộ Dầu mỏ Kuwait đã tiết lộ mức tăng sản lượng dầu thô 400.000 thùng một ngày đã được OPEC Cộng thống nhất có thể được xem xét lại tại cuộc họp sắp tới, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 9. Ngoài ra, OPEC Cộng dự kiến sẽ thảo luận kế hoạch sản lượng trong vài tháng tới. Mỹ đã kêu gọi OPEC Cộng nâng sản lượng dầu thô để giải quyết tình trạng giá xăng dầu leo thang. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Chính quyền tỉnh Gunma ngày 29 tháng 8 cho biết đã phát hiện chất lạ có trong lọ đựng vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Moderna, trở thành địa phương thứ 7 xảy ra sự cố này tại Nhật Bản. Cụ thể, chất lạ được tìm thấy trong lọ vaccine trước khi tiêm chủng tại trung tâm tiêm chủng Tomo. Chất lạ có màu đen, kích thước nhỏ hơn 0,5mm và hoàn toàn khác với chất lạ có trong 3 lô vaccine từng bị đình chỉ hôm 26 tháng 8 và một lô ở Okinawa được phát hiện hôm 28 tháng 8. Chính quyền tỉnh Gunma đã ngừng sử dụng lô vaccine này ngay sau khi phát hiện ra sự cố. Italia thông báo sẽ bỏ quy định cách ly 5 ngày đối với những du khách đến từ Anh đã được tiêm phòng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh COVID-19. Xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính phải được thực hiện 48 giờ trước khi đến Italia và phải được thực hiện sau ít nhất là 14 ngày kể từ khi du khách được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Trẻ em dưới 6 tuổi không yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm. Các du khách Anh vẫn được yêu cầu hoàn thành mẫu khai y tế trước khi vào Italia. Ngày 29 tháng 8 theo giờ Mỹ, Văn phòng Cảnh sát trưởng bang Louisiana, Mỹ đã báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên do bão Ida chỉ vài giờ sau khi cơn bão mạnh này đổ bộ vào bờ. Bão Ida cũng đánh sập toàn bộ hệ thống điện tại thành phố New Orleans, bang Louisiana vài giờ sau khi đổ bộ vào bờ bang này. Giới chức thành phố New Orleans nhận định bão Ida là một trong những cơn bão mạnh nhất hoành hành tại Mỹ. Mùa thu là mùa tựu trường tại nhiều quốc gia trên thế giới. Bước sang năm thứ hai của đại dịch COVID-19, mặc dù nhiều quốc gia đã chủ động hơn trong việc lên kế hoạch cho một năm học mới, nhưng sự khó lường của biến thể Delta vẫn là một thách thức khi mà phần lớn trẻ em vẫn chưa được tiêm phòng. Hai điều kiện quan trọng nhất để các trường học mở cửa trở lại là xét nghiệm diện rộng và triển khai tiêm chủng. Tại Mỹ, các nhóm giáo dục, y tế và phụ huynh trên khắp nước này cho biết việc tiêm chủng định kỳ ở trường học đang bị chậm so với kế hoạch. Điều này đe dọa cho sự khởi đầu năm học suôn sẻ và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Đó là việc tồn đọng trên khắp đất nước và cả ở Georgia này, nơi các bác sĩ đang nỗ lực để những đứa trẻ được tiêm vaccine.
nhiều phụ huynh lưỡng lự về việc tiêm vaccine cho con em mình. Điều đó đặc biệt nguy hiểm trong điều kiện hiện nay, với nhiều bệnh viện đã đạt hoặc gần hết công suất. Chúng tôi thực sự lo ngại về điều chúng tôi muốn trẻ em trở lại trường học để được học tập an toàn và trực tiếp. Chúng tôi muốn trường học đặc biệt an toàn trong suốt cả năm. Vì vậy, thành phố New York, Bộ Y tế sẽ ban hành lệnh yêu cầu tất cả nhân viên trong các trường công lập phải được tiêm chủng. Tại Israel, một chiến dịch xét nghiệm đại trà được triển khai với toàn bộ 1,4 triệu trẻ em từ 3 đến 12 tuổi trên cả nước nhằm phân luồng học sinh trước ngày khai giảng. Các bộ xét nghiệm nhanh được gửi đến từng gia đình để phụ huynh làm xét nghiệm cho con. Những trẻ đã có kháng thể sẽ được cấp chứng nhận thẻ xanh, còn với học sinh ở các khu vực được đánh giá là nguy cơ cao sẽ phải học trực tuyến. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, với mục tiêu để mọi học sinh được đến trường mỗi ngày, các giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ phải hoàn thành tiêm chủng trước ngày khai giảng ngày 4 tháng 9 tới. Ngoài ra, Bộ Giáo dục nước này cũng yêu cầu giảm số lượng học sinh tới trường. Các nhân viên trong trường sẽ được tiêm chủng trước khi vào năm học mới. Loại vaccine mRNA yêu cầu khoảng thời gian ngắn hơn giữa các liều. Vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng các chuyên gia vẫn khuyến cáo cần phải cho trẻ em đeo khẩu trang để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm khi đa phần các em chưa được tiêm chủng. Ngoài ra, các trường học tại hai quốc gia này cũng yêu cầu việc kiểm tra các triệu chứng sức khỏe hàng ngày là khâu bắt buộc đối với mọi giáo viên và nhân viên nhà trường. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chính phủ New Zealand vẫn kiên quyết duy trì chính sách không COVID trong thời điểm hiện nay. Tại New Zealand, hầu hết các biện pháp hạn chế cấp độ cao nhất, cấp độ 4, vẫn đang tiếp tục được áp dụng tại thành phố Auckland, nơi ghi nhận đa số các ca nhiễm trong 2 tuần tới. Gần như các khu vực còn lại ở New Zealand sẽ chuyển sang biện pháp hạn chế thấp hơn, nhưng vẫn ở mức 3 sau ngày 31 tháng 8. Các biện pháp hạn chế được thực hiện để New Zealand có thể kiểm soát biến chủng Delta và mở cửa trở lại an toàn. Đồng thời, chúng ta cũng nên tự tin vào cuộc chiến chống dịch sẽ thành công khi đã ngăn chặn cách ly tất cả các ca nhiễm. Hiện nay vẫn còn nhiều lo ngại rằng liệu New Zealand có nên duy trì chiến lược xóa sổ COVID-19 này khi đối phó với làn sóng Delta hay không. Tuy nhiên, ông Chris Hipkins, Bộ trưởng phụ trách ứng phó với COVID-19 của nước này khẳng định nước này đang đi đúng hướng. Đối với người dân New Zealand, họ tin tưởng đây vẫn là chiến lược đúng đắn. Còn quá sớm để chấp nhận đầu hàng giữa cuộc chiến. Chúng ta đã tiến xa đến mức này. Sẽ vô cùng lãng phí nếu chúng ta bỏ cuộc ngay lúc này. Chúng tôi vẫn muốn ngăn chặn sự bùng phát của virus SARS-CoV-2 ra khỏi cộng đồng và khôi phục cuộc sống bình thường cho người dân. Tại New Zealand, tỷ lệ người dân ủng hộ cách tiếp cận của chính phủ đối với vấn đề đối phó với dịch COVID-19 là rất cao. Theo khảo sát, có đến 69% người dân New Zealand ủng hộ cách tiếp cận này. Trong khi số ca bệnh vẫn tăng đều đặn, các chuyên gia nhấn mạnh số ca mắc hàng ngày tại New Zealand có thể tiếp tục tăng trong vài ngày tới. Do thời gian ủ bệnh của virus và thời gian xử lý kết quả xét nghiệm, nên vẫn còn quá sớm để biết liệu biện pháp phong tỏa cấp độ 4 có chứng minh được hiệu quả trong việc đối phó với biến thể Delta hay không.